Hôm nay mình đi ăn mì, mình đang trước cửa tiệm. Bây giờ mình đi vô bên trong nha. Bây giờ mình sẽ gọi một phần hoành thánh mì và một đĩa cải ngọt dầu nào, và một phần nữa là golden swim egg lo mein, món con nước mì trời. Mình lấy sạch tế, mình cho giấm, một ít giấm, pha thêm một ít nước tương. Sạch tế đây họ làm ngon lắm, đặc biệt họ làm sạch tế họ có bỏ tôm khô nên ăn đặc biệt rất là ngon, thơm. Đây là món cải ngọt dầu hào. Đây là cải ngọt dầu hào.
cái mì gì phải không? Thank you.
Đây là món mì trộn con rúa. Món mì đi kèm với lại nước mì. Thank you.
là cục khoai. Cái này là cục khoai chứ phải cục kem. Cái này là khoai bambu. Cái này là khoai khoai lang. Cái này là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.